anh nha. Cởi đây cho anh. Nhưng mà mấy giờ anh có xem? Vuốt tay, vuốt vuốt. Quỳ ơi, nào vào cái tay phải vuốt lên, tay phải vuốt lên đúng rồi. Nào vào, nào vào, nào vào, nào vào, nào vào. Đúng rồi. Cười lên em. Nào người vào tôi anh. Thế đúng rồi. Ôm nhẹ nhàng. Ôm lên nhẹ nhàng đúng rồi. Cười ra. Thế. Thế. Rồi em vào kia em cạnh. Để cho em cái em vô tay em đứng vào đây cho anh. Xoay lưng đây. Nhiều đi đến là con canh. Có màu đen đi không? Màu lóa. Màu lóa. Lóa. Mày đi tủ lạnh nhà mày còn chanh nhớt à? Quay. Cười tươi đi chị ơi. Làm cười tươi. Rồi. Cười tươi đi em ơi, đi ra đi đi. Rồi ạ, quay lại đi ạ. Vậy dơ dơ kia lên lắc cả. Rồi đẹp ạ. Ok ạ. Đâu ạ? Không bên kia thôi, để bên đấy thôi, để anh làm quay. Cứ đợi 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 đợi, chậm 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 hờ hờ thôi. Đợi nha, đợi nha, đợi nha. Thôi mặt sang anh chú ý, chú đâu, để. Đợi nha, để đợi. Quần đấy đâu, quần đấy. Quần đấy đâu, quần đấy. Đấy đúng không anh để bên này đúng không? Để đấy đúng không? Nhìn rõ nhẫn luôn này. Đẹp rồi, ui, đẹp lắm. Cho hảo hảo ra một tí này. Nơi đây à? Nơi lưới này. Đấy, không biết đồ này, em cho cái gì không cần, em cho. Thank you.
đợi tí cho nghỉ. Đọc cái quy đấy là chính đọc được. Nhìn xuống nhân. Nhìn xuống nhân, về tươi. Nhìn xuống nhân lấy tay cái chỉnh lại, tay cái chỉnh lại cái nhân. Tay phải. Đấy, chỉ chỉnh lại chứ. Ok, đấy, để như thế thôi. Tôi về đi. Nhân đây, gặp nhân đây. Rồi, gặp nhân rồi. Rồi, ok. Rồi, bấm hoa lên nhá. Cầm lên. Cầm lên. Đó. Đi ra đây cho anh, bắt đầu đi ra đây, chậm, đúng rồi, từ thôi, đấy. Nhìn xuống cầu thang, đấy. Đi thoải mái lên, nhìn về phía trước. Nhìn đồng hồ, lấy tay đẩy đồng hồ lên. À, 1, 2, 3, quay lại, thời gian, xong quay lại đi. Rồi, dừng lại. Rồi, đi. Đi thoải mái qua luôn. Rồi, ok, đi thoải mái đi. Rồi, đi qua luôn, đi xuống luôn. Quay đây bà. Quay đến đây. Về nó sợ nhất rồi. Ba ba đây. Rồi ok ạ. Xôi gà này lên xe. Xôi gà rồi, nó bạo rồi. Đây bạo đi xôi. Rồi ok. Vâng, xin mời chú rể Trung Đức, bọn nam các ông cho lên sân khấu để chụp ảnh trước, sau đó mời các bọn nữ. Năm nếu nói chung là trong năm tiếp hai bình, lấy được chưa đấy, tiếp hai bình như này, thì còn đi thuốc kháng sinh như này, trước nó phải chạy rồi đấy. Trai sẽ lên sân khấu đi chuẩn. Ba đâu?
cao chứ, cứ để lại nào. Đúng rồi, cười tươi lên nào cả nhà, nữa này, cười lớn nha, nữa này. Khi mà mày quay cười thật tươi lên này. Rồi, ok ạ. Chúng ta sẽ cùng đứng dậy và di chuyển ra phía cổng hoa. Và xe của chú rể, xe hoa sẽ đi đầu tiên. Xin mời ạ. Đầu tiên, tiếp theo sẽ là những phương tiện, là những xe chở các mỏ. Chậm chậm thôi ạ, cứ chậm chậm thôi ạ. Rồi, đi đi ạ. À. Bước đi, bước đi, bước đi. Đi đều đi ạ. Mọi người vô mạnh vào.
quay phim nhá. Kính thưa quý vị thân mến, và lúc này thì tất cả cũng đã ổn định rồi. Và gia đình nhà gái chúng tôi xin phép quý vị để chúng tôi được long trọng tổ chức lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc của xin phép được có đôi lời cùng với toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Và với những lời đầu bằng Bắc Huệ rất nông nhiệt để chào đón tới tất cả mặt tại khán phòng của gia đình để tham dự lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc với sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Đó là một niềm vinh hạnh, một niềm vui và hạnh phúc rất lớn đối với gia đình chúng tôi cũng như đối với nước chầu trà. Mời toàn thể hai họ cùng xơi nước, xơi chầu vào sau đây. Xin phép tất cả quý vị để tôi được mời chú đại diện hai bên gia đình sẽ tạm rời hai vị trí ghế ngồi của mình để cùng. Xin phép các chú rể được đứng vào giữa và hai ông sẽ đứng hai phía hai bên chú rể. Từ tất cả các mọ, công các bà, kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đó là sự hiện diện của chú rể Trung Đức cùng với hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Kính thưa các mọ, công các bà, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023, ngày mà gia đình họ nhà trai là ông Bạc Phong Linh và gia đình nhà gái ông Bạc Bắc Huệ đã lựa chọn để tổ chức hôn lễ cho chú rể Trung Đức của dòng Xuân Quỳnh. Trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả các mọ, các ông, các bà và quý vị tại đây, ngay lúc này có thể xin phép hội hôn chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay nâng nhiệt lễ vô quy. Chân thành cảm ơn quý vị và mời ông đoàn đại diện gia đình họ trai trân trọng kính mời ông sẽ thay mặt gia đình để có đôi lời phát biểu và có ý kiến để xin phép được đón dâu. Trân trọng kính mời. Kính thưa các mọ, các ông, các bà bên bề nội ngoại họ nhà gái, kính thưa toàn thể quý khách và quan viên hai họ, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Đức và cháu Quỳnh, được sự vun đắp của hai bên gia đình, sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay hai họ hai bên gia đình long trọng tổ chức cái lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt họ nhà trai xin kính chúc các mọ, công, các bà bên bề nội ngoại họ nhà gái một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể hội hôn, về ai đến xin dâu hôm nay, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có đầy đủ các ông, các bà, các bác, các anh chị em bên bề nội ngoại của gia đình cháu Đức cùng bạn bè thanh niên nam nữ của cháu Đức cũng đã dành cái thời gian cùng với phái đoàn họ nhà tôi, chúng tôi về đây để xin dâu. Trước tiên chúng tôi xin có cơi dầu trăm để mong các mọ bên họ nhà gái nhận và để cho hai cháu được vào làm lễ gia tiên. Xin trân trọng cảm ơn. Xin một tràng vỗ tay và tất cả gia đình quý vị được không ạ? Trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay đoàn đại diện gia đình nhà trai gồm có đầy đủ tất cả các mọ, các ông, các bà, cô dì, chú bác bên nội bên ngoại của gia đình chú rể Trung Đức đã về với gia đình nhà gái chúng ta và đã có một cơi dầu, theo quê hương chúng ta thường gọi là cơi dầu trăm để xin dâu. Thưa quý vị, nhà trai thì đã có lời đầu cũng như đã có cơi trầu để xin dâu. Và tiếp theo ngay sau đây thì trân trọng giới thiệu và kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình họ gái, ông cũng sẽ thay mặt gia đình và thay mặt ông bà Bắc Huệ để có đôi lời phát biểu nhận cơi trầu xin dâu và cảm ơn tới sự có mặt của tất cả quý vị. Một tràng vỗ tay của quý vị để lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện gia đình nhà gái. Kính thưa các mọ, các ông, các bà, các bác, các bá, các chú, các thím, các cậu, mợ, cô dì, bên bề nội ngoại, hàng xóm láng giềng, các bạn thanh niên nam nữ của họ nhà gái cùng họ nhà trai thân mến, hôm nay là ngày này tháng tốt, hai họ nhà trai và gái tổ chức lễ thành hôn cho cháu Đức sánh duyên cùng cháu Quỳnh. Tôi đại diện cho họ nhà gái xin cảm ơn sự hiện diện của các mọ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn. Sau đây tôi xin được giới thiệu về thành phần của họ nhà gái chúng tôi, có các mọ, các ông, các bà, các mợ, cô dì cùng toàn thể các cháu thanh niên nam nữ đến đây để là tiếp đón các mọ họ nhà trai cho họ nhà gái xin để nhận cây dầu trăm để cho cháu Đức vào đón cháu Quỳnh làm lễ gia tiên trong gia tộc họ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
cây dầu trăm xin dâu. Còn quý vị, chúng ta lại dành một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng hai bên gia đình thưa quý vị. Kính thưa các mọ, con các bà, kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi thì hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình đã có những ý kiến phát đã được sự đồng ý và cho phép của gia đình nhà gái, thì giờ này xin mời Trung Đức và sẽ ôm bó hoa cả các mọ, các ông, các bà và quý vị để chú rể được tới phòng trang điểm và đón cô dâu Xuân Quỳnh. Sau khi chú rể đón một ông đại diện và thay mặt cho gia đình, ông bà Bắc Huệ, và sau đó sẽ hướng dẫn cô dâu chú rể làm lễ. Vái đi là xong. Quảng cáo đang đi à? Ok, được rồi. Rồi qua đấy. Đi xuống được rồi. Đi xuống rồi. Đi lên, đi lên. Đi lên, từ từ, từ từ. Chạy đi cao. Đi xuống, từ từ, đi xuống, từ từ. Yeah.
ba thao lạc á. Mỗi con người chúng ta thì chắc chắn rồi thưa quý vị, con đó là chính là tài sản vô giá của những người làm cha làm mẹ. Và có lẽ ngày hôm nay thì gia đình ông bà Phong Linh và ông bà Bắc Huệ là những người rất là ngày học yên bề dạ thất. Thưa quý vị thân mến, lúc này đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt ra phía cổng chính của khán phòng ngày hôm nay để chúng tôi được giới thiệu. Đó chính là bố của chú rể, xin lỗi quý vị, bố của cô dâu Xuân Quỳnh, ông Bắc sẽ đưa người con gái yêu quý của mình là cô dâu xinh đẹp Xuân Quỳnh, ông sẽ dắt tay con gái lên với lễ đường để chào chúc con rể yêu quý. Xin mời quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường nghe có một câu nói rằng hạnh phúc thì không phải một mà nó chính là con người phát ra mà chúng ta đang nhìn thấy. Quý vị, người đàn ông đầu tiên nắm tay Xuân Quỳnh, bảo vệ Xuân Quỳnh, che chở. Và qua rất nhiều những năm tháng, đến ngày hôm nay thì cô dâu Xuân Quỳnh đã thật sự khôn lớn, trưởng thành. Và món quà này thì ông Bắc sẽ trực tiếp trao cho chú rể Trung Đức, người là phải bảo vệ, che chở và sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc. Người sẽ cùng nắm tay, một tràng vỗ tay của quý vị để cùng chào đón sự hiện diện của ông Bắc và cô dâu Xuân Quỳnh. Và chú rể Trung Đức, em sẽ ôm hoa cưới và em sẽ bước xuống phía dưới này để đón người vợ yêu thương của mình và sẽ dành một cái ôm thật thân mật tới cô dâu và bố của cô dâu. Xin mời. Trang rể hiền yêu quý, ngày hôm nay bố chính thức trao con gái, người mà bố vô cùng yêu thương, quý mến cho con. Và con sẽ có trách nhiệm bảo vệ, che chở và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để chào đón lên sân khấu chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh. Xin cảm ơn ông Bắc rất nhiều. Thân mến, ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Phải chăng tình yêu đã đưa lối bắt đầu để chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh họ đã tìm đến nhau trên con đường hạnh phúc. Và hôm nay ngày chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh hai em này nên duyên hạnh phúc thì để ra mắt và cảm ơn tới tất cả các mọi con các bà của quý vị, chúng tôi xin mời Trung Đức và Xuân Quỳnh hai bạn sẽ cùng dành một cái cúi chào để cảm ơn toàn thể quý vị. Xin mời. Xin được chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu rồi, ngay sau đây thì xin phép tất cả các mọi công các bà và quý vị để được nhường lại sân khấu này. Xin được mời gia đình, ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác bên nội, bên ngoại của gia đình cô dâu Xuân Quỳnh sẽ lên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu và chú rể khấu để chụp ảnh kỷ niệm cùng hai con. Bà nội chờ một lát ạ, để bố mẹ chụp ảnh xong đã. Xin được cảm ơn ạ. Khi ông bà nội chụp ảnh xong là mời tất cả các bác, các bá, các cô, chú xí bên đội của cô dâu đấy. Mời tất cả gia đình bên đội của cô dâu. Cả nhà ơi, chú cúi gằm xuống. Rồi. Rồi, ông ơi nhìn đây con này, được nha. Sau khi đây này, cứ cầm xuống một tí đấy. Rồi cả nhà ơi, nhìn đây, cười thật tươi lên nhá. Cả nhà ơi. Vâng, xin mời tất cả. Các cái trắng thương ạ. Vâng, xin mời gia đình bên. Dương người ra. Gia đình bên nội của cô dâu, tất cả các cô Dương và Giang cũng lên sân khấu để chụp ảnh rồi. Nên xin mời tất cả quý vị khi đã được chúng tôi thông báo và mời lên sân khấu để không làm mất nhiều thời gian của chương trình và chúng ta chụp được nhiều ảnh kỷ niệm.
cô dâu này cho vai lên trên cái vai trong này này. Nhớ phải cười tươi. Cả nhà ơi, rồi. Ok. Đưa nhá cả nhà ơi, cười lên nào, cười lên này, đứa này cả nhà ơi. Cười đưa lên, cười lên này, đưa lên này, đứa. Cười tươi, cười tươi. Bắn tim kiểu cả nhà, bắn tim kiểu. Quay nào. Rồi, cái đêm, cái đêm, cái đêm, cái đêm, cái đêm. Rồi, nhìn vào máy quay nào, nhìn vào máy quay. Cái tươi à. Rồi, rồi ok. Đưa nhá cả nhà ơi, cái đêm ra này, cái đêm ra. Đưa này, đưa này, đưa này. Cái nhà bây tay này, bây tay cả. Cái tươi, cái tươi lên, cái tươi lên. Máy quay, cái tươi lên. Thấy mặt rồi, em ơi. Rồi cả nhà nhìn đây nhá, cười vẫy tay cái nào. Rồi cười thật tươi nhá, cười tươi này. Đó này, cười nhìn mày quay, cười tươi lên. Nhìn con dâu rẻ kìa, các bạn ơi, nhìn con dâu rẻ kìa. Rồi. Rồi. Rồi, ok. Thưa các mọ, công các bà bên bề dự cái buổi lễ thành hôn. Đang đây mà quay vòng tròn này, mới hết được lớp của anh. Quay vòng tròn này. Đó được không? Bố mẹ đi cùng hai con.
Chuyển bánh đi, xe chuyển bánh đi để chú với tay. Xe di chuyển đi nhá. Rồi đây, cửa đây. Rồi. Đi 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 đi, con tôn một tí, con tôn một tí. Vô tay nào.
Để gửi lời chúc tới lễ thành hôn chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh vui vẻ và thành công tốt đẹp. Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vị cũng lần mà xa vui thiêng liêng và cao cả. Thưa quý vị, yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Đã trải qua những thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý cho phép của cha mẹ đôi bên, được sự đàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Và ngày hôm nay thưa quý vị, thứ bảy, tỉnh nhà trai và nhà gái đã đồng lựa chọn để tổ chức hôn lễ cho chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh. Lễ vu quy thì quý vị đã được tham dự tại hôn trường cưới gia đình nhà gái. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bọ công các bà và quý vị cùng xơi nước xơi dầu và chính thức tham dự lễ thành hôn được diễn ra và tổ chức tại hôn trường cưới gia đình nhà trai ngày hôm nay. Trước khi buổi lễ được bắt đầu, xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu chú rể Trung Đức, cô dâu Xuân Quỳnh và hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình sẽ tạm rời những vị trí ghế ngồi của mình cùng di chuyển lên sân khấu để hai gia đình chúng ta sẽ long trọng tổ chức lễ thành hôn. Các ông các bà, kính thưa quý vị thân mến và đang có mặt trên sân khấu lúc này, chúng tôi xin phép được hân hạnh giới thiệu cho quý vị, đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, chú rể Trung Đức, cô dâu xinh đẹp Xuân Quỳnh, và bên cạnh họ là hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình, những người sẽ thay mặt cho tất cả các bọ, các ông, các bà và quý vị đang có mặt ở đây để trực tiếp có những ý kiến phát biểu, trao và nhận dâu trong lễ thành hôn của chú rể Trung Đức, cô dâu Xuân Quỳnh. Và hôm nay trong những ngày xuân Quý Mão 2023, trong sự chứng kiến đông đủ của tất cả các bọ, các ông, các bà và quý vị đại biểu đại diện của hai bên gia đình nhà trai, nhà gái, cũng như chúng ta đang ngồi tham dự buổi lễ trong một không gian thật đẹp được thiết kế và thực hiện bởi ban tổ chức gia đình nhà trai đã kết hợp với đơn vị tổ chức sự kiện Bảo Nam, thì cho phép cá nhân tôi xin được vinh dự và trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc chú rể Trung Đức sánh duyên cùng với cô dâu Xuân Quỳnh xin phép được bắt đầu. Và quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chúc mừng. Các bọ công các bà và thưa quý vị thân mến, qua sông có bến có đò, gả con cha mẹ dặn dò đôi câu. Thưa quý vị, mở đầu lễ thành hôn thì xin được giới thiệu và kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình họ gái, trân trọng kính mời ông sẽ thay mặt cho đoàn đưa dâu để có đôi lời phát biểu và có những ý kiến chính thức trao dâu. Xin trân trọng kính mời. Tôi Đỗ Đạt
đại diện cho gia đình họ nhà gái nhân dịp đầu xuân năm mới xin kính chào. Kính chào các mọ, các ông, các bà, các bác, các chú, các thím, các cô, các dì, các cậu, mợ, bên bề nội ngoại, hàng xóm láng giềng, các bạn thanh niên nam nữ của họ nhà trai cùng họ nhà trai đang hiện diện trước hôn trường cưới họ nhà trai chiều hôm nay. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các bá, các chú, các thím, các bên nội, bên ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bạn của cháu Quỳnh cũng cùng với đại gia đình họ nhà gái đưa cháu về để tổ chức tại hôn trường họ nhà trai chiều hôm nay. Kính thưa các mọ, cháu Xuân Quỳnh mới học hết lớp 12 xong, được sự tìm hiểu của cháu Đức và được sự nhất trí của bố mẹ bác Huệ sinh thành ra, sinh thành dưỡng dị ra cháu Quỳnh, nhất trí và được sự các bộ bên họ nhà trai, tức là có cháu Đức nữa, quan tâm đến để hai cháu làm bạn đời trong năm với nhau. Hôm nay là giờ đẹp, ngày nào tháng tốt, hai họ đã chọn ngày để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho họ nhà gái đưa cháu về làm dâu con, dâu của các mọ, các ông, các bà, con của bà Tuấn, vợ yêu của cháu Đức. Cháu nó mới lớn dậy và trạm xã hội cũng có hạn, mong như là các mọ, các ông, các bà, nhất là bà Tuấn và chồng là cháu Đức bảo ban cháu để trở thành dâu hiền nên gái, dễ hiền nên trai. Hôm nay là rất vinh hạnh được như là đưa cháu về, thay mặt họ nhà trai xin họ nhà gái xin chân thành cảm ơn các họ bên họ nhà gái. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi là chúng ta đã được lắng nghe những ý kiến phát biểu của trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Thưa quý vị, ông đã giới thiệu về thành phần đưa dâu và bên cạnh đó là có những ý kiến phát biểu để chính thức chào cô dâu Xuân Quỳnh. Và kể từ ngày hôm nay thì Xuân Quỳnh đã được về làm dâu con tất cả các mọ, các ông, các bà phái đoàn gia đình nhà trai, và đặc biệt là làm vợ, làm người bạn đời trăm năm của chú rể Trung Đức. Thưa quý vị, phong tục tổ chức lễ cưới của quê hương chúng ta thì luôn có những nghi thức, đó là có đón, có đưa, có trao, rồi có nhận. Gia đình nhà gái đã có lời chào dâu thì tiếp theo buổi lễ, trân trọng giới thiệu và kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình họ trai, ông cũng sẽ thay mặt gia đình để ông có những lời phát biểu nhận dâu, và ông cũng sẽ cảm ơn tới sự có mặt của tất cả các cụ, các mọ, các ông, các bà và quý vị đang hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay. Còn chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay của quý vị để lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện gia đình nhà trai. Vâng, vừa rồi thì một mọ đại diện cho họ nhà gái đã trao dâu cho họ nhà trai chúng ta. Trước tiên là tôi thay mặt cho họ nhà trai xin để cảm ơn mọ đại đã có những lời căn dặn cháu và trao cháu Quỳnh về làm dâu con trong trường hợp của vũ chúng tôi, và xin cảm ơn các mọ, các ông, các bà bên bề nội ngoại họ nhà gái đã bớt chút thời gian về đây để ăn trầu xơi nước chung vui cùng với lại gia đình chúng tôi. Để cảm ơn mọ đạt cũng như trưởng đoàn cùng như các ông bà bên bề nội ngoại họ nhà gái, đề nghị họ nhà trai chúng ta xin chào phái đoàn họ nhà gái một tràng vỗ tay thật to. Có lẽ rằng kể từ giờ phút này chúng tôi cũng thay mặt cho họ nhà trai xin nhận cháu Quỳnh về làm dâu con bà Tuấn, cũng như là làm cháu con trong dòng cảm phục của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin gửi cháu Đức về làm dâu con trong gia đình họ nhà gái, cũng như là làm chồng của cháu Quỳnh. Tôi cũng xin kính chúc toàn thể hội hôn và mạnh khỏe,
hạnh phúc, chúc cho buổi thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông. Và vẫn như trong ngón tay của tất cả toàn thể quý vị, kính thưa các mọ, có các bà, thưa quý vị thân mến, hoa đến thì hoa phải nở, đò đầy thì đò phải sang sông. Trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng, đó là quy luật tự nhiên trong tạo hóa của mỗi con người chúng ta. Qua ý kiến phát biểu của hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình, đó là hai phần đầu tiên. Và trước khi đến với nghi lễ tiếp theo, thì có thể lúc này mời hai ông sẽ di chuyển lên phía trước và sẽ trao cho nhau một cái bắt tay thật thân mật để siết chặt tình cảm nghĩa thông gia của hai bên gia đình, được không ạ? Quý vị chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng. Xin được cảm ơn hai ông và kính chúc hai ông thật nhiều niềm vui sức khỏe. Mời hai ông an toàn. Kính thưa các mọ, có các bà, kính thưa quý vị thân mến, ông bà ta xưa vẫn thường có câu nói rằng phi cổ bất thành kim, không cha không mẹ lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ, thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Và sau đây thì xin mời một ông sẽ đại diện cho gia đình nhà trai. Ông sẽ là người đưa chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh trở vào phía bên trong nhà và trước bàn thờ gia tiên của gia đình nhà trai. Ông sẽ châm hương và hướng dẫn cho cô dâu chú rể làm lễ gia tiên phía trong nhà. Xin mời Trung Đức, Xuân Quỳnh, hai em sẽ trở vào phía bên trong nhà để làm lễ gia tiên theo sự hướng dẫn của đại diện gia đình. Xin mời. Trong khi chờ đợi cô dâu và chú rể đang trở vào phía bên trong nhà làm lễ gia tiên thì sau một lát nữa, cô dâu Xuân Quỳnh và ngay sau đây xin được gửi tặng đến toàn thể quý vị một bài hát trong khi chờ đợi. Thì xin phép được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một sáng tác rất là quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Biệt Tình. Xin bọt trắng theo từng làn gió, trắng xa với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Và biển không biển rơi như tình nào, chẳng tan trên đầu môi, say tình với em. Là cả một trời mưa, không gian im nghe bao tương lai đường chẳng ta cùng bước, xiên tay dắt nhau xa thế nhân, lạnh xa yêu thiên đặt cây trần. Love me.
tay kia để chào đón trở lại sân khấu chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳ. Rất nhiều những bài hát mà mình nhớ ngày hôm nay đã rất vui khi được ca tặng với tất cả toàn thể quý vị để chúc mừng hạnh phúc chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh ngày hôm nay. Và lúc này thì sau khi làm lễ xa tiên, cô dâu và chú rể cũng đã trở lại với lễ đường hạnh phúc của mình. Chúng tôi xin mời tất cả các mọ, các bà và toàn thể quý vị tiếp tục xơi nước xơi trầu, nhưng quý vị sẽ tạm gác lại những câu chuyện riêng tư của mình lúc này và hướng những ánh nhìn và dòng cảm xúc trở về với sân khấu, để sau đây chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều những nghi thức, những khoảnh khắc để dành riêng cho chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh tôi. Thưa quý vị, họ sẽ trao tặng nhau một món quà và chúng ta vẫn thường gọi đó là kỷ vật của tình yêu, đó chính là nhẫn cưới. Và chúng tôi cũng đã thấy là chú rể đã chuẩn bị cặp nhẫn cưới này từ khá là lâu. Bây giờ chúng tôi xin mời gia đình hãy sẽ di chuyển nhẫn cưới lên sân khấu ạ. Chú rể đã cầm chưa ạ? Xin mời gia đình sẽ di chuyển nhẫn cưới lên bên sân khấu đâu ạ? Đây đi ngủ rồi. Đầu tiên thật nhỏ sẽ là người sẽ di chuyển cặp nhẫn tình yêu này lên với sân khấu để chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh sẽ trao cho nhau trong ngày thành hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả các con, các bà và quý vị quan khách hai bên gia đình. Xin cảm ơn thiên thần nhỏ rất nhiều. Chúc con luôn luôn thật nhiều niềm vui, sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi, và hãy dành một tràng vỗ tay nữa để chào đón thiên thần nhỏ cùng với cặp nhẫn tình yêu. Xin được chân thành cảm ơn con, mời con sẽ trở lại vị trí của mình. Cô dâu Xuân Quỳnh thân mến, tôi xin phép được cầm hộ bạn hoa cưới được không ạ? Và sau đây thì xin mời hai người sẽ hướng ánh nhìn vào nhau. Và trước khi cô dâu và chú rể trao cho nhau kỷ vật tình yêu này thì quý vị, các mọ công các bà hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng. Xin mời. Đeo lên ngón tay áp út của cô dâu Xuân Quỳnh vòng nhẫn cưới. Đến trong năm cũng từ đây, nhẫn trao tay chút này để làm tin. Dù mai lên thác xuống gành, tình chồng nghĩa vợ vẫn bền ta có đôi. Và cô dâu Xuân Quỳnh cũng đeo lên ngón tay áp út của chú rể Trung Đức vòng nhẫn cưới. Khi đôi ta đã trao cho nhau kỷ vật này thì kể từ ngày hôm nay anh sẽ làm chồng và em sẽ làm vợ từ đây. Tôi cùng hai người hãy giơ hai bàn tay như vừa đeo nhẫn cưới lên nào. Quý vị hãy dành một tràng đi quý vị. Thật tuyệt vời, thưa quý vị thân mến, những nụ cười ngập tràn yêu thương, hạnh phúc. Chú rể Trung Đức và cô dâu Xuân Quỳnh đã trao cho nhau vòng nhẫn cưới, thưa quý vị. Thưa với Trung Đức và Xuân Quỳnh thân mến, hôm nay ngày hạnh phúc của hai em thì thật vinh dự và thật vui cho hai gia đình chúng ta đã được chào đón sự hiện diện rất là đông đủ của tất cả các mọ, các ông, các bà và quý vị quan khách quý đang hiện diện tại khán vòng ngày hôm nay. Và mỗi một cá nhân ở đây thì chúng tôi là một nhân chứng tình yêu. Chúc mừng hạnh phúc hai em nhá. Nhẫn cưới đi hai người trao cho nhau rồi thì không biết là ngoài món quà này thì Trung Đức và Xuân Quỳnh có đồng ý và sẵn sàng trao nhau một món quà nữa không ạ? Ví dụ là một nụ hôn chẳng hạn. Chú rể bảo cũng được anh ạ. Tao trả lời lại để tất cả mọi người được nghe. Cũng được. Cũng được. Vâng, thế còn cô dâu thì sao ạ? Được anh ạ. Được. Vâng, tất cả quý vị có thể dành một tràng vỗ tay để chúc mừng hạnh phúc Trung Đức và Xuân Quỳnh. Vâng ạ, cũng được. Vâng, được. Thì bây giờ tôi xin mời hai người sẽ đứng nhìn vào nhau một lần nữa. Chú rể ôm eo cô dâu và cô dâu đặt tay lên vai của chú rể nào. Hãy đặt tay ôm eo vợ. Bình tĩnh nha. Anh bảo cái nụ hôn mà hai người yêu thương và dành cho nhau những ngày hôm qua, ngày hôm kia, đó là câu chuyện riêng của hai người thôi. Còn đây là câu chuyện tình yêu thật đẹp của hai em trong sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây. Thì mong rằng Đức và Quỳnh kết hợp với tôi để có một nụ hôn đẹp nhất nha. Tôi sẽ đếm 1, 2, 3 thì hai người sẽ bắt đầu hôn nhá. Và cố gắng hôn trong khoảng thời gian 5 giây thôi được không ạ? 5 giây nhá, nhất 5 nhì hoa, sẵn sàng chưa ạ? Tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ cùng đếm với tôi được không ạ? 1, 2, 3, xin mời giữ nguyên 5, tiếp tục 4, nữa đi ạ, 3, 2 và 1, tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của tất cả chúng ta để cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngập tràn yêu thương, ngọt ngào và hạnh phúc, chú rể Trung Đức cưới và một nụ hôn rất ngọt ngào trên sân khấu này, kính thưa quý vị, sẽ được làm người tổ chức lễ thành hôn một ngày trọng đại trong cuộc đời của hai em. Xin phép được chúc cho hai em Trung Đức và Xuân Quỳnh, chúc hai em là hôm nay duyên nợ đã vuông tròn rồi. Và tương lai thì các em sẽ đón thật nhiều những tiếng khóc giòn bên đồi nha, sẽ có những thiên thần nhỏ được chào đời trong tình yêu thương của hai người, đúng không ạ? Và dù cuộc sống hôn nhân có vất vả như thế nào thì chúc cho hai em sẽ luôn nắm tay nhau, hai người hãy nắm chặt tay nhau như ngày hôm nay nào. Sẽ cùng nắm tay để vượt qua tất cả và sẽ có một gia đình thân ấm no và hạnh phúc. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Một tràng vỗ tay nữa cùng quý vị để cùng chúc mừng được không ạ? Xin được cảm ơn. Và tiếp theo ngay sau đây thì xin mời Trung Đức và Xuân Quỳnh, hai em sẽ di chuyển sang bên tay trái nơi có những tầng bánh kem rất đẹp ở đây để hai người sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Xin mời.
sẽ thắp sáng lên ngọn nến. Để ngọn nến đó sẽ như ngọn lửa của tình yêu, soi sáng cho con đường hạnh phúc của hai người. Và ngay khi cô dâu và chú rể đã cùng nhau thắp sáng nến thì xin mời hai người hãy cùng nắm tay và thực hiện lát cắt đầu tiên ạ. Hãy cắt bánh cưới bằng 3 lát cắt, xin mời. Xin mời ạ, hai người sẽ cắt lát cắt đầu tiên. Kính thưa quý vị thân mến, mỗi một lát cắt ngày hôm nay là thể hiện một cung bậc cảm xúc của tình yêu. Tay bưng đĩa muối chén gừng, gừng canh muối mặn, xin đừng quên nhau. Và sau khi đã cùng nhau cắt bánh cưới, tiếp theo xin mời cô dâu chú rể sẽ di chuyển sang phía bên tay phải. Đây có tháp lim và những chai rượu cưới của hai người để cùng nhau khui và rót rượu sâm banh. Chúng Đức thân mến, nên hôm nay thì cô dâu Xuân Quỳnh đang mặc một bộ váy cưới rất là đẹp. Tôi xin phép được mời Trung Đức sẽ được người mở nắp hai chai rượu này được không ạ? Đức sẽ di chuyển sang phía giữa sân khấu để mở rượu và hạn chế rượu rớt vào váy cưới xinh đẹp của cô dâu nhé. Những thao tác đầu tiên thì Đức sẽ bóc bỏ hết phần giấy bạc bên ngoài, và một điều lưu ý là nhớ phải lắc lên trước khi mở nhá. Hãy lắc lên ạ, hãy lắc mạnh lên, đúng rồi ạ. Điều đầu tiên được mở thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay để chúc mừng được không ạ? Thật tuyệt vời, xin cảm ơn. Và sau đó xin mời hai người hãy rót hết chai rượu đầu tiên lên tháp ly đi ạ. Hãy rót từ ly rượu cao nhất, xin mời. Kính chúc quý vị thân mến, một không gian thật đẹp, sang trọng, một bầu không khí ngập tràn yêu thương và hạnh phúc, và đặc biệt là một hình ảnh rất tuyệt vời mà chúng ta đang được chứng kiến trên sân khấu này. Đó là hình ảnh chú rể Trung Đức, cô dâu Xuân Quỳnh, họ đang cùng nhau rót chai rượu đầu tiên. Thưa quý vị, hỡi nên thần tình yêu bất diệt, người hãy minh chứng giây phút trọng đại của đôi uyên ương. Hỡi thần hạnh phúc, hãy ban phép nhiệm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trong niềm vui vô tận. Xin mời rót hết chai rượu đầu tiên đi ạ. Sau khi rót hết chai rượu đầu tiên thì xin mời chú rể Trung Đức sẽ tiếp tục mở chai rượu thứ hai. Chú Đức sẽ di chuyển ra phía giữa sân khấu để tiếp tục mở chai rượu thứ hai. Chai rượu này sau khi mở thì xin mời Đức và Quỳnh sẽ rót ra 8 ly rượu ở phía dưới trước. Mỗi một ly rượu là các bạn chỉ rót 1/3 ly thôi, để lát nữa hai người uống. Vâng, những thao tác của chú rể rất nhanh ạ. Xin mời hãy cùng với cô dâu rót rượu ra 8 ly rượu này. Rộn ràng trong tiếng tầm vang, khi rót đủ ra 8 ly rượu. Và nếu chai rượu thứ hai còn thì hai người hãy rót hết liền thăm ly để tình yêu được trọn vẹn. Xin mời Trung Đức và Xuân Quỳnh sẽ rót hết liền thăm ly đi ạ. Cô dâu hãy cùng nắm tay với chú rể. Và xin quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật giòn ra nữa để chúc mừng hạnh phúc Trung Đức, Xuân Quỳnh. Sau khi đã cùng nhau rót rượu cưới thì xin mời Trung Đức và Xuân Quỳnh hai em hãy trở lại vị trí giữa sân khấu đi ạ. Kính thưa toàn thể các mỏ, các ông, các bà, kính thưa quý vị thân mến, chú rể Trung Đức, cô dâu Xuân Quỳnh họ có được ngày vui, ngày hạnh phúc thật trọn vẹn và ý nghĩa như ngày hôm nay thì chắc chắn rồi thưa quý vị, cũng phải nhờ vào công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha của mẹ mà có. Và người xưa vẫn thường có câu nói rằng ơn bốn chữ củ lao sinh thành dưỡng dục, 9 tháng kêu mang, 3 năm 6 tháng ẵm bồng, chỗ ướt mẹ nằm để chỗ ráo còn lăn. Và để cho cô dâu chú rể được cảm ơn tới cha mẹ, những người đã có công ơn sinh thành nuôi dưỡng, thì ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự trở lại của hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình, cùng với sự hiện diện của bố mẹ chú rể ông bà Phong Linh và bố mẹ cô dâu ông bà Bắc Huệ. Xin được trân trọng kính mời các ông bà sẽ tạm rời những vị trí ghế ngồi của mình tại khán phòng và cùng di chuyển lên sân khấu. Thank you.
kính thưa với tất cả toàn thể các cụ, các bạn. Thôi đến 1, 2, 3, rô luôn nhá. 2, 3, rô. Gia đình sẽ để ly rượu trở lại bàn và sau đó nán lại sân khấu để chụp ảnh với cô dâu và chú rể. Quay phim. Sau khi chụp ảnh thì chúng con và tương lai sẽ chung cháu chung chắc, chúc cho tình cảm nghĩa thông gia hai nhà như một. Quý vị vỗ tay để chúc mừng được không ạ? Xin cảm ơn, đã cảm ơn ông bà Bác Huệ rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thì khi còn nhỏ mong gái được thành dâu hiền để trai thời dễ thảo, đôi bên thuận hòa. Em có những phần quà, những kỷ vật muốn được trao tặng và chúc mừng hạnh phúc đôi tân hôn qua cái đầu tiên. Sau điều kiện thời gian của mỗi chương trình có hạn và gia đình nhà gái cũng đã tham dự lễ thành hôn đến giờ này cũng đã khá là. Nhìn đây cho anh gái nào, nhìn đây cho anh gái này, đưa lên này, hai chị ơi, cười đây, cười lên em ơi. Cuộc vui nào cũng có lúc. Xin phép các bọ, các ông, tôi đưa cháu Quỳnh về làm dâu con của các bọ, các ông. Cuối cùng một lần nữa thay con của các bọ, con tất cả. Chú đáo thay mặt cho gia đình con trai xin được cảm ơn hai ông bà. Lúc này thì lễ thành hôn xin cảm ơn và bây giờ thì xin phép được nhường lại sân khấu để gia đình tiếp tục chụp ảnh kỷ niệm. Vâng ạ, đầu tiên thì xin mời ba đội của chú rể sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm. Vâng ạ, xin mời ba đội. Ba đội và tất cả các chú, các bác, các anh chị em, gia đình bên nội của chú rể. Nhìn đây gái này, chào này, cười lên nhá. Đưa này. Xin mời hai mẹ đội của chú rể. Các bác, các bá, các cô, các chú, xin. Cười tươi à, đúng rồi, cười đẹp ra nhá. Cả nhà ơi, nhìn đây này, cười đây này, Giữ Nguyên nhá, Giữ Nguyên đấy nhá. Cười tươi, nhìn vào cam kìa. Cười tươi. Rồi, được rồi. Nha, tươi nhá, đúng rồi, cười đẹp ra này, nữa này. Cả nhà bắn phim kiểu nào, này nhìn nó cam này, cười là tươi ra, lắc tay. Nào, cứ tươi là nhìn máy nào, cứ tươi lên nào, cười 1, 2, 3, tươi. Xuống lên đấy nha. Đấy, nhìn nó có đâu rồi, đấy, con phải có nhà của anh gái nào. Đấy, cười là tươi này, che miệng đi. Cười tươi, đúng rồi, nhìn nó rẻ, nhìn nó rẻ, cười tươi.
Đấy, cười tươi đây này, cười tươi nữa này. Đứng lên nha. Nhìn cô dâu, nhìn cô dâu rẻ này, anh bảo cho cái tay này này. Sân khấu đi chụp ảnh. Cười thật tươi ra, đúng rồi, dâu rẻ ấy, nhìn đấy, đấy, cười thật tươi đây, xin nhìn cô dâu rẻ này. Ok. Đây này, đứa này xuống lên nhá. Đưa đây nào. Đưa là tươi. Tươi nào. Nó đông người, mọi người vẫy tay kiểu nữa nào. 1, 2, 3, vẫy mạnh vào, cười tươi lên. Đưa đi. Dâu rẻ nhìn nhau cho anh, dâu rẻ nhìn nhau. Cười lên, 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 cười l
Vây vây lại 1 2 3 sơ thẳng lên ra, vây lại vào dây mày vào. Hô lên, hô lên, hô lên. Rồi ok. Đây, cửa đẹp ra cho anh cái này, cửa đẹp ra này. Đây. À, nhìn lâu dài cho anh cái, nhìn lâu dài cả, nhìn lâu dài. Rồi. Đang lôi kỹ thuật hả? Lôi kỹ thuật. Cửa đẹp ra nữa này, cửa đẹp ra nữa này, nữa này. Nguyên nhá, cửa đẹp ra này. Chưa? Nhìn vào cam kìa, cười tươi. Rồi. Rồi, cười tươi kìa. Rồi, hello, sorry. Ok. Cửa đẹp ra, mọi người ơi, cửa đây này, nữa này, nữa này, nữa này. Nguyên nhá. Này mấy đứa lấy cái tay lắc tay cái tim này. Giơ tim lên là tư tim nào, lắc là 1 2 3 lắc lắc này vui vẻ lên. Đi. Rồi. Nha. Tay lên tim cho anh lắc lắc này. 1 2 3. Rồi ok. Hoặc đứng sát ra cái mít góc giữa bên kia thôi anh. Đúng rồi, thế. Đùa lại một tí cho anh. Rồi, đừng đối quá nhá. Chơi cho anh này, cười lệ này. Chặn mũi cho anh ấy hả, chặn mũi. Thấp quá. Nhìn ra đây cho anh à, hai chặn nhìn ra đây, hai chặn nhìn ra đây.